Chúng con xin hỏi một câu gửi đến Thầy Thích Hạnh Phú. Kính thưa Thầy, cho con hỏi một câu ạ. Hòa Thượng Tịnh Không khai thị, khi kiểm tra sau 12 tiếng thăm thân, thoại tướng mềm thì thoát được ba đường ác. Vậy có trường hợp thoại tướng mềm mà cả năm vẫn thường xuyên về báo mộng theo pháp thế gian, vậy hương linh đó thuộc cảnh giới nào? Con xin tri ân Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư Tôn Nữ Tăng Ni. Theo cái kinh nghiệm của Hạnh Phú, gọi là kinh nghiệm cá nhân thôi, thì lúc mà hộ niệm sau 12 tiếng đồng hồ kiểm tra, nếu mà kiểm tra mà sơ sài, bất cẩn, thì đôi khi á, hơi ấm nó vẫn còn nằm lưu trên cái thân thể ở đó, thì tay chân nó vẫn còn mềm. Mà nếu tay chân mềm á, thì vẫn còn ở thân trung ấm, mà người thế gian gọi là ma. Tại vì thường thường á, Hạnh Phúc có đọc trong những tọa đàm của Thầy Dâm Tịnh Hải á, có nói người mà vãng sanh về Tây Hương Lạc á, Thầy Dâm Hải có kể câu chuyện, đó là ba anh em của nhà Thế Thân, Vô Trước và Sư Tử. Ngài Vô Trước sanh về cõi trời Đau Xuất, 3 năm sau mới xuống lại nhân gian để báo mộng với nói với người em của mình là Ngài Thế Thân là anh đã sanh về cõi trời Đau Xuất. Từ cõi trời Đau Xuất xuống thế gian này mà 3 năm, huống gì là cõi Tây Hương Lạc, đúng không? Và thì xin thưa chư vậy, ở trong kinh đó có nói là tất cả pháp tùng tâm tưởng sanh. Có thể là do cái người còn sống á, họ thương nhớ cái người chết quá, là đôi khi họ nằm ngủ, họ nằm mơ, họ thấy thì người chết họ về, chứ chưa chắc gì mà người chết đã về. Còn nếu giả sử, tại vì đôi khi Hạnh Phúc cũng có nghe là có nhiều người trong gia đình họ báo là họ thấy thật luôn, thấy thật luôn. Nếu mà thấy thật thì cái người đó chưa vãng sanh rồi, chưa vãng sanh, có là họ còn ở nhân gian, ở còn thần trung ấm. Vì thế mà hy vọng gia đình này cố gắng trong vòng 49 ngày chúng ta cố gắng niệm Phật khai thị, giúp cho cái hương linh này ngộ ra. Bởi vì theo Hạnh Phúc được biết, Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Ngài có nói ở thân trung ấm 1 giờ sau nó sẽ khổ hơn 1 giờ trước. Vì thế mà ở càng lâu thì càng khổ, mà qua 49 ngày rồi thì gọi là tùy nghiệp mà thọ báo, tùy theo nghiệp mà thọ báo. Và thì trong vòng 49 ngày vẫn có thể về được, về được, vẫn có thể vãng sanh về Tây Hương Lạc được. Hy vọng cái gia đình chúng ta cố gắng nỗ lực niệm Phật khai thị, giúp cho cái hương linh này ngộ ra con đường sanh thì vẫn đi làm Bồ Tát được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của Thầy. Dạ, sau đây chúng con xin được đọc câu hỏi này, là câu hỏi cuối cùng xin gửi đến Thầy Tịnh Hải. Kính xin chư vị, là trong tay của ban tổ chức chúng con còn rất nhiều câu hỏi, thì chư vị nào mà chưa đến được, chưa được đọc câu hỏi thì xin chư vị cũng hoan hỷ cho chúng con, vì trong ban tổ chức đang nhận được khoảng hơn 100 câu hỏi nữa. Thì xin chư vị sau những cái pháp hội này, kính xin chư vị sẽ vào Zoom. Hàng tuần thì có 2 buổi Zoom, thứ tư và thứ sáu, theo giờ Việt Nam là từ 6 giờ đến 7 giờ 30 tối thứ tư và tối thứ sáu. Nếu mà chư vị tham gia thì sẽ được nghe Thầy Thích Tịnh Hải trả lời những câu hỏi này. Chúng con cũng kính mong là chư vị hãy trân quý cơ hội này để vào Zoom để được học tập về pháp hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư